Hãy xin chào quý vị và các bạn, mình là Vinh Công Phu. Trong bài hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách thắt đai võ cổ truyền nhanh nhất và tiện nhất. Các bạn nhớ quy tắc cho võ cổ truyền đó là bạn nhớ này, võ cổ truyền chúng ta có cái tua ở bên trái hoặc hông bên trái hoặc hông bên phải. Bạn nhớ bên đối với bạn nam thì chúng ta để cái tua này qua bên trái của người đeo, ví dụ mình thì mình để bên này ha. Còn bạn nữ thì chúng ta để cái tua của đai nó qua bên này ha. Bạn nhớ nhá. Rồi đấy là quy tắc để bạn nhớ thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ bạn cái thắt đai này. Khi mà chúng ta thắt đai á, bạn cái đai đối với có nhiều đai thì chúng ta không có cái chữ như thế này. Bạn nhớ này, ví dụ đai mình có cái chữ vậy, một bên này không có chữ, trơn một bên này có chữ, thì bạn cầm cái đai cái chữ trước ha. Bạn nhớ là cầm cái đầu dây mà nó có cái cầm cái đầu đai nó có chữ này ha. Rồi bạn để qua bên trái. Đây là mình nam thì mình để bên đây, còn nữ thì bạn để qua bên này. Bạn nhớ nhá. Nam mình để qua đây. Rồi sau đó bạn cầm. Rồi bạn cầm nhớ mở cái đai, mở hết cái đai ra vậy này. Rồi bạn đặt vòng qua bụng trước này. Các bạn cứ đặt vòng qua bụng như vậy đi. Rồi đây là cái mặt chữ này, bạn thấy không? Mặt chữ bạn để qua tua bên này. Rồi bạn vòng cái dây kia, bạn cứ làm như vậy đi. Vòng cái này qua đây rồi mình chỉnh sau. Rồi đây bạn nhớ này, bạn nhìn này, đây một vòng, đây một vòng, đây là cái chữ này bạn thấy không? Bạn kéo cái dây này cho cái bạn tùy, đây là bạn cái chữ chữ trên đầu cùng là ở đây đúng không, thì bạn để bạn chừa ra một tí tẹo thôi cho nó đẹp ha. Nó dài quá nó cũng không đẹp, nó lòng thòng nó không đẹp ha, vừa đủ ha. Rồi bạn vòng cái dây kia qua đây, bạn thấy này, vòng dây kia qua nó ra như vậy. Cái chữ nó vẫn còn này, nhưng mà nó chỉ một chút xíu thôi. Nhiều bạn không hiểu, nhiều bạn không biết, hoặc là xài lộ đai sao ấy, nhỏ quá, bụng nhỏ mà xài đai dài, cái này nó dài tới đầu gối nhìn nó xấu lắm ha. Bạn cứ phải cho nó vừa đủ thôi. Rồi bạn vòng cái đai này qua tiện đây, nó ra hai vòng như thế này, bạn nhớ không? Đây bạn nhớ cái đai là không để bị xoắn nha, cho nó thẳng như vậy nha, không bị xoắn. Rồi sau đó bạn đặt cái dây kia, cái dây mà trơn á, lên trên của dây chữ này. Cái dây chữ tay này bạn vẫn cầm lên trên dây chữ. Rồi bạn lòn cái tay qua đây, bạn nhớ này, lòn tay đây, bạn kéo lên cho nó ra cái nơ như vậy này. Đây ra cái nơ như vậy. Rồi bạn kéo lên tùy, đây cái đai trơn thì nó ngắn hơn cái đai chữ một xíu cho nó đẹp này, đây như vậy. Rồi bạn siết lại ha, siết cho nó vừa đủ cái cỡ bạn xài. Sau đó bạn đặt cái nơ lên trên đai chữ, bạn nhìn này, đặt lên đai chữ, lấy cái chữ này, mình lấy cái chữ nha, xỏ qua cái chỗ vừa đặt này, này bạn nhìn này, nhìn nha, đây xỏ qua cái lỗ ở đây, xỏ đây, kéo xuống thì nó vẫn còn chữ, bạn nhớ này, nó vẫn còn chữ ha, đây vẫn còn chữ, và siết lại thì nó có nơ này, dây này và có chữ. Nhớ là cái đai có chữ thì bạn phải để cái chữ lò đây nhá, chứ không cái đai có chữ mà giấu luôn cái chữ nó ụp vào trong vậy thì nó xấu ha. Để cái chữ lò đây như thế này. Rồi bạn có thể chỉnh, rồi siết lại, rồi chỉnh quần áo lại thì đấy, bạn nhìn này, đấy đai, một dây ngắn, một dây dài ha. Rồi, thẳng, không bị xoắn. Đấy. Rồi, bây giờ là chúng ta có thể tập luyện